tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện ủy Chư Prông vừa tổ chức hội nghị quán triệt học tập chuyên đề năm 2023 về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, từ điểm cầu huyện Chư Prông đến các xã thị trấn cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên toàn huyện tham gia. Hội nghị đã quán triệt kế hoạch số 119 ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường vụ huyện ủy Chư Prông và nội dung chuyên đề năm 2023, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Qua hội nghị nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ huyện.